Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra 1 giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Ngài xem trẻ trung lực lưỡng anh Tuấn, phong thái xuất trần, chắc chắn là đáp ứng được yêu cầu của ngài. Sao, hoàn mỹ không? Ngươi sao không đi chết đi, đi chết đi. Sơn thần lão gia, ta đã làm sai gì đâu. Mọi thứ đều theo yêu cầu của ngài mà. Hết thời gian rồi, tốt tốt tốt. Thay vì nhập hồn thành một con chó, còn không bằng chọn người cái tên đầu gỗ này. Đưa thân thể ra đây. Bị lột ra sao? Nghĩa nào có chuyện vô lý như vậy, làm lại lần nữa. Đừng cựa quậy nữa. Đây thật sự là sơn thần hay sao? Tên này đúng là lì thật. Làm sao mà thần thức của nó lại mạnh đến vậy? Mỗi lần xâm nhập đều bị tách rời. Hởm. Có chuyện gì vậy? Cái khí tức quen thuộc này là nó tỏa ra sao? Không thể nào. Chẳng lẽ con chó đen này là thân thể sát ma? Quả nhiên là thân thể sát ma, giống như là ta năm xưa. Xem qua ký ức của nó, thì ra những lễ vật trước đây đều bị nó ăn trộm hết. Hóa ra là vậy, mới có thể khai mở được. Sau khi khai mở, nó còn liên tục trộm mộ, đào mộ mà hình thành được thân thể như thế này. Như vậy cũng coi như là một thân thể khá tốt. Vòng thuần thú này là của con rắn ngốc nào vậy? Cái thứ này làm sao có thể giam giữ được ta chứ? Nhanh chóng chuồn đi. Vòng thuần thú cũng không muốn dùng, đứng lại cho ta. Xem như vì ngươi đã giúp ta tìm được thân thể này thật sự là không tệ. Ta quyết định thu ngươi làm đồ đệ. Sơn thần muốn thu ta làm đồ đệ. Có thể làm đệ tử của thiên ma tán nhân ta là vinh hạnh của ngươi. Còn không mau qua đây bái sư. Thiên ma gì chứ? Ngươi không phải là sơn thần sao? Ta đâu có nói mình là sơn thần, lão tử chỉ là tạm thời tìm một bức tượng sơn thần để ở mà thôi. Là ngươi tự ý cho rằng ta là sơn thần, đâu liên quan đến ta. Đáng ghét, hóa ra sơn thần mà ta bái trước đây chỉ là một kẻ lừa đảo sao? Ngươi giả làm thần linh, chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng hay sao? Chết đi sẽ bị đẩy xuống địa ngục sao? Báo ứng? Trong ký ức của ngươi, ta không thấy có lời nào nói về báo ứng cả. Xuống địa ngục càng là những lời tự an ủi vô lý của lũ sâu kiến. Sao ngươi lại sinh ra suy nghĩ như vậy? Ngươi xem con chó đen này, đào mộ trộm mộ, không tin thần cũng không tin ma quái, đúng là giống như truyền nhân của ta, thiên ma tán nhân. Cái gọi là tán nhân gì chứ? Là người ta nát sao? Ta đều nuốt trộn hết rồi. Lối thiết hùng. Sao vậy, đi mau. Đây là địa bàn của ta, ai cho ngươi theo đến đây? Sao địa bàn của ngươi mà ta không thể đến? Ai là đệ tử của ngươi? Trước mặt cái ao nước này chắc hẳn là có thể thông đến động ngầm chứ? Đó là tổ của ngươi sao? Con chó này, hôm nay ta đã thử dùng tốc độ để kiểm tra hắn cả ngày mà hoàn toàn không thể nào thoát được. Mệt rồi à? Rõ ràng thực lực của hắn sâu không thể đo lường. Hơn nữa hình như là sau khi hắn biến thành chó, đối với ta cũng không có ác ý gì nữa. Chỉ bằng ta quay lại cho hắn một chút lợi ích, rồi bảo hắn đi cho xong. Dê béo, Lang Vương, ngươi làm rất tốt, ta đúng lúc là cũng đói rồi. Dù sao thì ta cũng tính là sư phụ của ngươi nhỉ, không hiếu kính với ta một chút hay sao? Sói ăn thịt, chó ăn phân. Lang Vương, ra ít phân cho hắn ăn đi. Khốn nạn, lão tử cắn chết ngươi. Lang Vương, thôi được rồi, đã lâu rồi không ai dám làm nhục ta như vậy. Đồ nhi, ngươi có bất kính với vi sư như vậy sẽ có hậu quả như thế nào hay không? Ta không bất kính với ngươi, chó vốn dĩ là thích ăn phân mà. Ồ, vậy có nghĩa là ngươi thừa nhận mình là đồ đệ của ta rồi sao? Ngươi cười thấy gớm quá. Ta không có.
lão tử có một chút ân huệ đối với ngươi. Phù hộ ta thu tu hành thuận lợi. Ngươi còn đã quỳ lạy và bái lạy ta, miệng của ngươi cứng cũng vô ích thôi. Lão tử là sư phụ của ngươi, đây là sự thật. Ngươi nói cũng có lý đấy. Ta làm sao bị lừa được, thủy độn thuật. Tiểu tử, ngươi làm ta giật cả mình. Đã lâu lắm rồi ta chưa cười thoải mái như thế. Có một con rắn thú vị trước mắt cũng khá là hay. Sao huyệt của Hứa Hắc. Không ngờ cô ấy lại khá là kiên định. Có chút dấu hiệu hóa yêu, còn học được cách nuốt. Còn học được cách nuốt khí thở ra nữa. Sao ngươi lại tới gần như vậy, mau đi đi. Một đống rác rưởi mà còn quay là bảo bối. Túi chữ vật của mục lôi. Chê, có cho lão tử cũng không thèm. Đan dược, linh phù, thuốc tài, ngọc giản. Những thứ này đều chênh lệch không nhiều so với mục lôi. Cái lò luyện đan này thì khá là tốt đấy. Còn một viên đá này dùng để làm gì vậy? Linh thạch. Con chó gian xảo này không phải nói là không muốn nhận hay sao? Hóa ra là muốn trộm. Ta chỉ là hiếu kỳ, nhìn một cái mà thôi. Ta đâu có quan trọng. Vậy đã đi rồi sao? Đuôi vẫy mạnh như vậy rõ ràng là rất muốn mà. Linh dược tạp đàm. Linh dược tứ phẩm ngũ thiên diệu đan thủ chát. Tấm ngọc giản này đều là vấn đề. Đều là về luyện đan. Sau này có thời gian thì nghiên cứu một chút. Hình như ngươi đặc biệt thích cái luyện đan lò này nhỉ. Nhưng tiếc rằng bây giờ tu vi của ngươi còn quá thấp, vẫn chưa dùng đến được. Dẫn lực thuật. Trong trận chiến trước, chiêu lực kéo của lão đầu có thể tấn công ta từ xa trăm trượng. Ta cũng nhất định là phải tu luyện đến mức đó mới được. Ồ, lợn hoàng. Đừng nói nữa. Có một tiểu đệ mang cơm đúng giờ thật là không tồi. Nhưng mà thịt lợn rừng và thịt dê luôn có một hương vị đặc biệt. Đồ đệ, ngươi mỗi ngày chỉ ăn những thứ này, đến khi nào mới có thể đột phá đây? Sao hắn lại trở về nữa? Loại đồ chơi rác rưởi này ngay cả chó cũng phải lắc đầu. Vậy ngươi nói ăn gì thì tốt? Nói nhảm, tất nhiên là yêu thú và linh dược rồi. Nói dễ dàng quá, khu vực này làm gì có yêu thú nào? Nếu thật sự tính là yêu thú thì chỉ có lang vương mà thôi. Ăn vào cũng chẳng nâng cao được bao nhiêu, chỉ bằng dưỡng lại để dùng thì hơn. Đó chính là vấn đề của ngươi. Ở nhà suốt thì chẳng thể nào ăn được món ngon. Để ta cho ngươi xem nhẫn chữ vật mà ta có được tối qua và bữa trưa hôm nay. Đây là yêu thú giai đoạn hậu thông linh sau. Cái này gọi là linh vĩ kê, là linh điểu do một môn phái gần đây nuôi dưỡng, chuyên dùng để ăn đấy. Cái này ngon hơn dã thú nhiều. Ta đi qua đó liền thuận tay lấy hai con mang về. Ngươi điên rồi sao? Không lẽ ngươi không bị người ta theo dõi à? Thỏ độn thuật. Yên tâm đi, ta làm việc rất luôn sạch sẽ. Dưới bầu trời này không ai có thể theo dõi nổi thiên ma ta đây. Dù sao cũng không ai theo sau, ngươi cứ yên tâm đi. Trước tiên thì vặt nông đã, ngươi xem con gà béo đẹp biết bao. Béo béo lắm. Sau đó là lưỡng bằng lửa, nghe tiếng dầu mỡ xèo xèo kia kia. Ôi, đệ tử nhìn mà chảy nước miếng rồi à, muốn ăn hay không? Rất là đơn giản, lấy ninh thạch đó đổi là được.